Mm-hmm.
Để mới nhiều không? Giờ vừa thôi. Ừ. Đi vào năm nhỉ đi, đánh làm đi. Đấy xong để nó sôi xong qua đây để quạt mát. Mang ăn cơm đi. Ừ. Để ngoài cái bát. Ừ. Đĩa nhá. Đĩa đựng không hết đâu. Hết. Em đi đâu rồi nhỉ?
Em tự nhiên. Ben lại đi đâu rồi? Anh ăn đi. Đau lắm à? Bên nào